Cô xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình cùng đi bơi với lớp trời 1 nhé. Các bạn nhớ, trước khi tắm bể bơi, phải khởi động một số động tác đơn giản của tay, chân, sau đó chúng mình mới chơi với nước. Bơi lội có thể giúp các bạn nhỏ tăng cường sự tập trung và khả năng ghi nhớ trong học tập, kích thích các giác quan và cải thiện sự phát triển trí não và cảm xúc.